nó bật gió rồi con. Đây bật gió nó đây. Đây là chục phiểu nha, hay gọi là cốt đó. Đây đuôi mặt sau nè. Đây cốt chục phiểu mặt sau nè. Tra lại rồi con. Bằng giá luôn. Nhưng phải đặt hàng nha. Đây rất tê á. Nhưng mà rất sẵn. Nhưng mà nào. Nhưng mà nó có lắp máy của Wikino rồi con. Này chắc 3-2 rồi. Quá trời dày luôn. Đây là dây chuyền lắp ráp nha. Đây là nhông sơn rồi nè con, nhông rồi nè. Đây là nắp xi lát hay gọi là bò. Đang nó bắn mặt. Nghe đây. Gì ta? À, chạy em chút, em về tới hàng báo về cho. Đang ngoài công ty sợ tính. Lắp xi lát rồi con. Màu phan. Do là bụi nó đẹp nữa con. Màu phan lỗi nè, phan bốn màu. Kêu là đánh bóng cái mặt nó trước nè, đánh bóng cái mặt. Đà lúc trong nó vô đó là
trơn á. Rồi là máy CNC làm việc nha. Thì sẽ cắt gọt rửa cho bằng lên. Không xong nó bóng như đâu luôn. Khoan lỗ bánh đà. Chưa khoan à. Đây nó là khoan lỗ bánh đà. Đây là bắt bu ly hoặc gió. Đây là lắp ráp hoàn chỉnh nha bà con. Đây là lắp ráp nè. Lắp ráp tấm thụng đây nha. Anh có là lắp ráp không ạ? Lắp ráp tấm thụng dán tem gọi là thành phẩm nè. Đây là khu vực thành phẩm nha, hoàn chỉnh cái máy nha. Đây. Gắn ống dầu cho ống dầu. Đúng rồi, phải cho dầu vô con về phải chạy xả dầu nha, phải cho dầu thành phẩm á, cho dầu vô cho dễ nhét vô. Cái gì anh? Giờ làm đã gắt bóng dầu nè. Lúc nào mới cho dầu đi chơi cho con. Hello. Bán gì vậy? Của nào? Không có đâu, có 5,6 à. Giờ 2,5 hết rồi. 5,6 của phát không à. Dạ đúng rồi. Đang sản xuất Vino 80 nha bà con.
lắp ráp từng khâu nha bà con. Đang lắp ráp cho chị, đang lắp ráp GV 80 nha. Cái đồ này đang cho chị đang lắp ráp GV 80. Đây kép nước đây. Rồi lắp ráp kép nước rồi. Đây gắn cánh quạt gió nè, đây gắn cánh quạt, đây cực biểu của nó là nó rất là tốt, đây mặt cao, mặt cao mặt cuối rồi, đây rất là tốt, rồi đây lắp ráp nhập đầu nha. Bắt buộc thử nên lúc nào chúng ta phải có nhớt nha bà con mới vẫn có nhớt nè, tôi nhớt thử máy á, phải cho chạy thử đạt mới giao. Gắn cái ốc điện heo rồi nha, gắn cái đồ bông nhớt.
nhớ, một tên không nhớ. Máy chuẩn bị sơn rồi con, kiểm tra làm cuối đem đi sơn đó, gắp toàn bộ là nó đồng đi sơn đó. Nha. Máy đã qua cho bà con rồi, phải thử máy nổi trước, thử xong xuôi mới trơn. Cái máy mới vẫn có đóng chút có cái bô lửa bà con, tại thử máy á, máy hoàn chỉnh xong xuôi mới sơn. Này máy mới vẫn có ống khói cái nhận cái bô nha, là bô ở trong trong cái nắp xi lát đó, còn bô là chưa gắn nha, thử là không bô á. Này quay chắc có 10.000 cái quá. Tiên quay cho lên dầu, quay chạy. Đó. Dầu nó thử nè. Đây là hoàn chỉnh cái máy, máy chạy ngon lành, đặt chuẩn mới cho ra đây. Đây áo gió bình dầu đây, đi dầu nó đây. Hàng mới là cũng đẹp rồi con, còn chất lượng thì từ từ tính, mới là đẹp à. Mới đẹp. Đây hoàn thành. Đây là ra thành phẩm đó, xuất ra thị trường cho bà con xài được rồi đó. Đây ra cho bà con xài đó. Đây sau khi kiểm tra đạt đó, thì bỏ đây nha bà con. Còn không đạt thì dùng qua đây. Không đạt thì dùng qua đây kiểm tra lại. Đây. Con là con kiểm tra chạy rồi không đạt rồi. Đạt thì bỏ qua đây, coi kiểm tra lại. Con bỏ đây là bỏ không đạt. Sao bà con mua máy mới là chẳng này là có khói trong đây nha. Bởi vì chạy thử khoảng 15 phút. Cái nào đạt nó mới sức. Có khói, có nhớ, có nước đầy đủ nha. Ở cái nào mà nó không đạt, nó dùng không cái lỗ nha. Đạt thì bỏ nha. Với cái xe nhỏ nó nhận lên. Đạt thì bỏ. Không đạt, để đây để coi lại. Kiểm tra lại. Đây là cái này không đạt. Kiểm tra cái nghiêm ngặt nha. Đây là cái công đạn, bỏ đây kiểm tra lại. Đạn thì để ở đây. Alo. Alo. Nghe anh nói đi anh. Dạ. Chị chắc gửi đổi lại đi. Kỳ vậy á, cái motor ba ngựa chạy phà phà.
Đây là con sơn nha bà con, sơn hoàn thành cái máy đó, nó đưa vô sơn nè, nó vô chuyện sơn đó, đưa vô sơn. Có cẩn thận nha. Dạ. Hôm nay đó là nó dây chuyền nó tương chạy, các bạn cẩn thận. Bây giờ để sơn nha bà con. Nào cần coi thì có từng người một thôi nha, chứ để về nó đầu nha. Dạ. Đây là thông sơn nha. Chờ bánh chấm trước. Cho bánh chấm trước là con đó. Là thánh nha. Bánh sơn. Đúng rồi, đúng rồi. Cho bánh chấm trước. Đâu còn cái máy này. Đây là bắt đầu vào đầu bộ mới nha. Đợi chút xíu có. Đây bắt đầu bộ mới. Hình như bây giờ có rồi đó anh Cấm. Nghe đây. À, anh gửi nó bánh lít công an cho em đi. À, để họ nhắc tên địa chỉ cho. Sơ mi bê tông đây, con thay luôn bạc sơ mi bạc bê tông luôn. Đó chạm, đó chạm được đâu. Đó chạm là gắn xe máy cho phép rồi cho em phát hiện rồi thôi. Có lớn không? Đi xe cây 20 nữa đi. Đang bỏ rồi. Lại nói rồi đó anh. À, chắc mấy. Đây là bê tông hả con? Con này chắc cỡ 3 2 nè. Cái này 3 2 phải không?
tông con 32 rồi con chả bá nở luôn này, chắc tắt máy rồi, quá đã luôn. Bà con có nên thay á, thay một là thay tới đủ bộ nha, bạc nè, cami nè, bích tông bạc cami luôn nha, phải thay đủ bộ nó nha, đây thay đủ bộ nó đi nè, cami nè, bạc nè, bạc nè, bích tông phải thay đúng bộ nha, bắt buộc phải thay đúng bộ mới dần hơn, mới chạy lâu được. Cái thay này bỏ kia là mau xuống máy luôn con, thay bạc cami bích tông ba con thứ ngon. Đặc biệt cái máy nào xài cách nước, nó xài cách nước rồi bà con, nó nóng nó xài mới ngon, mà con sợ nóng mà con câu nước vô là máy xài dở lắm. Cái máy đó xài cái chế tài cách nước là cái này nó không phải xài được cách nước, để nó nóng lên nó làm việc tốt, còn máy nào xài nước là xài nước, còn máy nào xài cách nước bắt buộc phải xài cách nước nha, mặc dù có nóng nhưng mà chạy không vừa nó hư, bà con chế nước vô nó hư liền, cách nước bắt buộc phải xài cách nước, bà con xài đúng cái thật là không vừa hư đâu. Cái công nhông chân nhông cái phôi nhông làm gì, cái là cái phôi nữa con, làm từ cái nhông này, nói chung thì làm cái phôi như là làm từ cái nhông. Cái nó không nhông, cái nhông nó nhông đầu của nó. Chuyện mình nhiều cách tính nha, đặc biệt trục tiểu với hệ thống nhông bọng làm trong đây nha bà con, rất đảm bảo an toàn. Chuyện sản xuất trục kiểu bằng máy CNC hiện đại nha bà con, thì khép kính nha, đây là trục kiểu nè, hay gọi là phốt máy đó, CNC làm hết nha. Nhưng mà để mai mai CNC đang làm việc lên ngoài. Alo, cái gì anh? Alo. Dạ đúng rồi. Anh ở đâu? Được, anh mua điện anh tới nhà cho anh đó. Được chứ, mua tới điện mấy ký. Đúng rồi, nguyên bộ cho anh về gắn motor vô. Có sẵn luôn. Đây là xử lý nhiệt nha con, giúp cho nó tăng độ bền, độ cứng lên nha. Có trục kiểu nè. Tăng độ bền, độ cứng lên, độ mềm mại. Nó là nó là không có đó là một nguyên lý đó, mà sau này còn lại không tính toán. À. Độ gì? Có gì ta?
Đây, máy xăng lắp ráp rồi con. Lupino nè. Đây là một thành phẩm. Đóng thùng luôn nè. Chạy thử đó con, thử máy cho cây dao nè. Đây, chạy thử luôn. Đây là con vật chạy thử nha. Chạy liên tục hết ga lớn luôn nha. Sơn qua xử lý nha con, xử lý thôi, bỏ vô bồn xử lý rồi nó sơn, cả là phải bỏ bồn xử lý nó sơn. Đây là bỏ dàn tự động xử lý là sơn. Định hình nè, đây là Trung Hòa nè, La Chi với CO2 3 nè, tẩy gỉ sét nè, rửa nước sạch lại trước khi đem chưa sấy là sơn nè. Dòng cấp điện nè, Kenbo 67 TF nè. Ôi, đưa đại ca lên đầu á. Kino là con. Đây là các bạn sản phẩm của Kino nè. Một phần đầy đủ nè. Nhân thể nè. Thôi nhân thể. 1, 2, 4, 6 nhân thể nè. Đây bơm su nè.
Có bình sẵn rồi con, con gấp nguyên bộ là gì nè, gấp cho xài thôi, có đề luôn nha, đây bưng nó bơm nước cho nên nè.